Anh thương em thì nghĩa là mình về Huế thăm mẹ em, rồi thì anh mời em ra nhà anh để cho em. Không, cái đó thì em nói là ví dụ mà em đang làm ở đây á, mà anh có tạo mọi điều kiện mình ở đây để mà làm ăn không hay là phải về Bắc? Thì cái vấn đề lại là do em, thì bây giờ anh cũng phải chiều em, ở đây cũng được mà về Bắc cũng được, mà có thể là hai cái vấn đề. Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay thể theo yêu cầu của anh Tâm Bảo đến từ xứ sở Na Uy, và chị Duyên đến từ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ tiến hành ghép đôi anh chị anh Tâm Bảo và chị Duyên. Và bây giờ để trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện ha, thì chương trình thấy trên tay anh Tâm Phạm có một cái vật gì đó rất là đẹp, thì bây giờ xin mời anh Tâm Phạm mình thể hiện cái sự ga lăng của mình đến cô Duyên ha. Rồi, xin mời em. Anh chào em, anh tặng em. Anh chào. Dạ. Xin cảm ơn. Wow, tuyệt vời. Rồi bây giờ anh Tâm Phạm nè, anh có đồng ý để cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh với chị đăng lên mạng xã hội không? Tôi đồng ý. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình anh cũng như bản thân anh sau này yêu cầu mảnh ghép yêu thương gỡ bỏ video này xuống là không được. Anh có đồng ý không? Thì đưa lên rồi không đưa xuống được. Đúng rồi. Anh có đồng ý không? Đồng ý. Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật Việt Nam. Có gì tôi cam đoan với pháp luật là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chị Duyên, chị có đồng ý không? Dạ, em có đồng ý. Là chị, anh chị đã đồng ý với nhau ha, là sẽ không bao giờ gửi xuống được. Bây giờ để bước vào cuộc trò chuyện đó, thì hai anh chị hãy nhớ là chúng ta sẽ tập trung vào cái cốt truyện, nói về cái vấn đề liên quan giữa hai người để mình coi có tiếng nói chung để mình đi đến với nhau không, chứ bớt hạn chế nói những cái chuyện bên ngoài ha. Bây giờ mời anh Tâm Phạm chào quý vị khán giả cũng như giới thiệu tên tuổi lại cho quý vị khán giả biết một cái rồi mình bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi xin chào mảnh ghép yêu thương trong nước và ngoài nước. Hôm nay tôi được mảnh ghép yêu thương có lời mời đến đây để gặp em Võ Thị Duyên, người Huế mà tôi đã từng gặp trên mạng, nhưng mà có một cái ấn tượng là cũng cảm thấy là tôi rất thích hợp, còn cô ấy thì không biết là như nào thì tôi chưa có hiểu. Rồi, cảm ơn anh. Xin mời chị Duyên chào quý diễn giả. Em xin chào mảnh ghép yêu thương, em chào cộng đồng trong nước và ngoài nước. Rồi. Rồi bây giờ vậy nè, chương trình sẽ cho anh chị có 25 phút để trò chuyện ha, để mình tìm thử coi có cái gì gọi là đồng quan điểm với nhau không. Nếu đồng quan điểm thì khi mình kết thúc chương trình á, ra bên ngoài hai anh chị có thể cho số điện thoại hoặc là Zalo gì đó để mình trao đổi tìm hiểu với nhau trong cái thời gian mà xa cách á. Rồi sau đó nếu mà kết quả nó tốt đẹp hơn thì báo cho chương trình biết, để chương trình chúc mừng cho anh chị ha. Rồi 25 phút dành cho anh chị tâm sự với nhau, bắt đầu. Xin mời anh chị. Anh chờ em. Dạ. Em thấy anh thế nào? Nếu anh cũng được. Cũng được. Dạ. Anh là gốc ở đâu? Anh là gốc ở ngoài Bắc. Bắc ý là tỉnh nào? Ở Móng Cái. Móng Cái. Anh định cư ở Na Uy. Dạ. Ở cũng ly hôn vợ 20 năm, hơn 20 năm rồi. Cũng là mấy bè Việt Nam làm nhà,
cho mình mới đi tìm. Mới làm ở đây là mới làm đấy hả? Làm được 2-3 năm rồi. Yeah. Thì anh thấy em trên mạng đấy là nói là đi tìm chồng, thì vô tình anh thì thấy anh rất là mến em. Nhất là lại em người Huế là có giọng nói rất là hay. Cho nên là anh chỉ là người mà kiếp yêu thầm thôi. Còn về vấn đề em thì nghĩa là có hôm nay gặp thì có cái cảm tình đối với anh không? Dạ, em thì cái hoàn cảnh của em thì cái đợt trước em lên em có nói hết ở trên đó rồi đó. Thì anh cũng xem là anh cũng biết là hoàn cảnh của em nó nói chung là khổ như vậy rồi đó. Hồi trước là em cũng lấy chồng người Bắc khác. Lấy chồng người Bắc? Thái Bình. Nhưng mà chồng nói chung là nó xảy ra nhiều cái rồi mình cũng đổ cho ai hết á. Thì vợ chồng em ly hôn thì em cũng nói hết rồi đó. Nếu ví dụ mà anh chấp nhận cái hoàn cảnh mẹ con em như vậy mà em thì lại sống làm ở đây, anh suy nghĩ sao? Anh nhìn thấy em nói như vậy là em đang ở trọ. Dạ đúng rồi. Có một này con trai 10 con gái. Con gái à? Dạ. Con gái 15 tuổi à? Dạ. Thì anh thấy cái hoàn cảnh của em đấy, thì anh nghĩ là anh cũng hơn tuổi em, nhưng mà vấn đề là anh rất là thương hai mẹ con em, thật sự mà nói. Người ta nói là anh cứ nghĩ là gái nhất gái một con nhì thuốc ngon nửa điếu. Thì là anh rất là có cảm tình với em. Cho nên là anh mới nhắn tin ra tên thì bạn ghép yêu thương anh về hôm 12 anh về nhà đấy. Thì hai hôm sau thì bạn ghép yêu thương nó có gọi lên anh quay hình để nói chuyện. Đó là anh chỉ là tình cờ, nhưng mà mình thì cũng không phải ai cũng thích hợp, mà mình muốn tìm được một người. Thì anh thấy cái hoàn cảnh về em thì em nói cũng thật thà, cho nên là anh tầm rất là có cảm tình với em. Còn em thì em thì nói chung em không suy nghĩ về tuổi tác đâu. Nếu mà thực sự sống với nhau á, thì phải tôn trọng nhau với là yêu thương nhau là được. Chứ còn tuổi tác thì nhỏ của em thì em mới chịu. Chứ còn giống như lớn thì em cũng nhiều người ta cũng lấy chồng lớn. Đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh của em nếu mà thực sự anh thấy em cái hoàn cảnh như vậy mà em đang làm ở đây. Nếu mà thật sự anh thương em đã an tính sao? Đó là em hỏi thật. Anh thương em thì nghĩa là mình về Huế thăm mẹ em, rồi thì anh mời em ra nhà anh để cho em. Không, cái đó thì em nói là ví dụ mà em đang làm ở đây á, mà anh có tạo mọi điều kiện mình ở đây để mà làm ăn không, hay là phải về Bắc? Thì cái vấn đề lại là do em, thì bây giờ anh cũng phải chiều em, ở đây cũng được mà về Bắc cũng được. Mà có thể là hai cái vấn đề thì có nghĩa là em muốn sao thì anh cũng chiều vậy. Bởi vì em còn sống ngoài Bắc mấy năm, em cũng hiểu được ngoài Bắc thì về ngoài làm ăn hơi khó. Trong này mới sống được, bởi vì trong này cái công việc mới vẫn dễ làm đó. Nếu mà ví dụ anh nói anh thương hai mẹ con em, mà anh có tạo mọi điều kiện cho em ở đây là làm không, hay là phải về ngoài theo anh về đó? Nếu mà theo về đó thì lúc sau này lớn tuổi thì được, bây giờ nhỏ tuổi thì về làm cái gì ngoài? Thì anh thì nói thật với em là anh cũng có nhà. Nhưng mà một tháng là anh không có làm gì thì một tháng cũng có 36 triệu tiền Việt Nam. Đấy là nói sự thật. Còn bây giờ mà mấy em muốn ở đây làm thì anh cũng chiều em. Bởi vì là bây giờ lấy vợ thì phải cưng chiều vợ, đúng không? Còn khi nào mà em cảm thấy về ngoài Bắc thì em mới bảo về. Thì anh 36 triệu tiền Việt Nam thì anh còn xài cái tuổi già sau này nữa. Còn chỉ em ý còn anh kẻ, nói, em mời con đi làm. Ý anh nói là 36 triệu mà mình có vợ thì mới chứ là
tiền ăn, tiền để ra đến lúc mình có tuổi. Bây giờ một mình độc thân thì có 360 triệu hết, đúng không? Dạ, thì đúng anh rồi. Muốn có một người vợ để làm thật sự. Mình thì cũng có tuổi rồi, cho nên là tìm đến một người rất là yêu thương. Còn anh thì trước này thì 2008 thì anh cũng có quen mà em, thì anh cũng có làm nhờ đó, nhưng mà làm cái nhờ giống cái nhờ anh ấy. Thì nhà cho cái người đó hả? Thì người đó quê ngoài anh luôn hả? Quê ngoài anh. Thế là làm sao thì lúc đó anh cô ta mới gọi anh cho cái tiền cô ta mới lấy. Mới lấy anh thì anh bảo thôi em tham lam quá, anh cũng phải làm nhờ anh, bố mẹ anh mất hết rồi cũng phải làm nhờ. Hiện tại ngôi đó cái nhà đó anh ở với ai hả? Cái ngôi bắc anh ở với ai? Nhờ còn sáu anh em, một đứa em gái thì nó lấy chồng ở An Quốc, còn bốn anh em thì ở gần nhà gần nhau sát nhau. Còn bây giờ nhờ anh thì anh bay thằng kia thì anh có cái chú em ấy, nó hộ như là phép nhờ mở cửa. Yeah. Thì cũng phải là như là thuê đó vậy. Yeah. Bởi vì là thờ bố mẹ ngày kia ngày nọ, bố mẹ anh mất rồi, thì cho nên là nhiều lúc mình buồn mà tìm một người để mà hiểu biết mình thì cũng rất là khó. Cho nên là anh thấy em cũng cái cuộc sống như là em ở trọ này, rồi thì hai mẹ con là, cho nên là em thì anh nghĩ là chắc cũng muốn tuyển chọn. Thì anh mới thấy vậy thì anh cảm thấy là hợp gu thì anh mới lên này. Nói thật với anh đó, em nói thật lòng luôn đó, nhưng em lên ở trên quay hình ở trên này em không có nói ra, em rất là sợ trái bác. Giờ trái bác? Dạ, bởi vì điểm thứ nhất và họ gia trưởng. Vì chồng em trước đây là gia trưởng. Điểm thứ hai, họ rất là nghe bố mẹ. Nhiều khi nói chung là không ai ép nghe bố mẹ, nhưng cái đúng cái sai gì đều nghe hết. Nên em rất là sợ. Nên còn anh á, thì em thấy anh cũng lớn rồi, chắc những cái điều đó thì anh là người hiểu. Cho nên em nói cho thật sự, nếu mà cỡ giữa lớn với anh thì em rất là sợ, người sợ bận người bắt. Bởi vì em làm dâu ngoài đó mấy năm là thấy nước mắt trang cơm rồi đó. Nhưng mà ở đâu nó mà chẳng có người. Anh độc thân bây giờ có gì gia trưởng, làm gì gia trưởng. Dạ. Của mình bây giờ mình phải muốn lấy vợ thì mình phải làm hòa đồng cảm lấy vợ, đúng không? Vậy anh đi lên đây con anh có chấp nhận cho anh đi lên mạnh ghép không? À, anh có hai đứa con gái thì lấy chồng cả rồi ở nước ngoài. Dạ. Cho nên là cũng mấy mười mấy năm rồi không có gặp nó. Sao? Bởi vì nước ngoài thì nó không có tình cảm, cho nên là không biết nó nghĩ làm sao thì đi lấy chồng. Thì bây giờ nó bảo là nó lo cho con nó. Ừ. Rồi nó đi làm rồi thì nghĩ vậy thì vợ cũng hai mấy năm rồi đâu có gặp đâu, thì mình cảm thấy là đi mình phải về Việt Nam làm nhờ để kiếm vợ Việt Nam thì phải có nhờ thì mới lấy được. Anh nghĩ là vậy. Thì mình nghĩ là vậy. Bây giờ có tuổi rồi thì cũng chơi bời nữa. Bất ai thì không có gia trưởng, anh chỉ muốn tìm một người là sự thật là mang đến yêu thương cho anh và em. Đặc biệt có tuổi rồi thì mình phải hiểu thế nhau. Anh 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng ở nước ngoài. Không, anh về Việt Nam là 6 tháng. Đúng rồi. Thì anh bay sang kia 2 tháng thì anh lại về ở 6 tháng. Ở Việt, nước ngoài nó chỉ được phép cho ở 6 tháng, cho về 6 tháng thôi. Yeah. Mà lấy vợ thì cũng xa vợ 2 tháng. Yeah. Thì anh lại bay về ở 6 tháng. Thì cứ như vậy. Qua... chứ không phải là ở bên đây 6 tháng mà ở nước ngoài 6 tháng. Yeah. Nếu mà anh mà đi làm ấy, thì anh cũng không có dám lấy vợ. Một năm mới về được có 3 tuần, 4 tuần sang để phải đi cài.
Một bên nam là anh làm gì? Ở bên nước anh làm gì? Na Huy anh làm gì? Trước anh là sushi. Trước anh làm sushi. Sushi hay là bát bi trong hãng ấy, thiếu gì Việt. Cũng nó cũng như Việt Nam đấy. Còn cái này là một mình ai đâu, thì vợ thì đi lấy chồng mình rồi. Mà hiện tại là anh qua nó là anh ở nhà của anh, mình mướn hả? Ở nhà của hả? Ý là qua đến nước ngoài là ở nhà của mình hay là mướn? Nhờ đấy là nhờ mướn. Nhờ mướn thì không phải nhờ của ai. Nhưng mà thì mới về nhà, về Việt Nam để làm được cái nhà. Thì nhà của ai? Còn ở nước ngoài là nó là không phải nhà của ai. Nhà mướn thôi. Đúng rồi, ai đi nước ngoài còn mướn giống như... Chứ ai nhà không có mẫu bảo là nhà của ai. Đúng không? Bà con bên nội của em ở Mỹ cũng mướn xong đó. Cũng mướn chứ, thằng nào? Có tiền đi về Việt Nam là cái nhà tốt lắm rồi chứ. Còn bây giờ thì anh cũng không muốn làm gì thì muốn về kiếm vợ thì em không có sợ gì ra trường. Chồng em nó là một chuyện, đúng không? Anh nó là một chuyện, cũng là người bác, đâu nó có người này người khác, đúng không? Cho nên là anh thấy em hai mẹ con ở nhà trọ thế mà em thì cũng làm, có thể là một mình em trong cái cuộc sống con lại đi học nữa, đúng không? Cho nên là cô đơn nữa, cho nên là phần gái rồi hai mẹ con cũng là con gái, cho nên là em cũng thấy vậy là rất là thương em, nhưng không phải là nói sợ cũng thế, sự thật là như vậy. Bây giờ anh cũng đã từng làm nhờ cho gái bác rồi nó bỏ, nó đâu có thương mình đâu, nó chỉ muốn lợi dụng anh làm nhờ cho nó thôi. Mới muốn nó cứ lên nó bảo là anh làm nhỏ thì để tiền nó cho em móng cái rồi. Để tiền nó cho em thì sao phải làm nhỏ mà thôi, chắc anh bằng chắc mình em lừa anh rồi, bây giờ bệ sợ rồi không yêu anh rồi. Anh vô tình xem thôi, xem cái tin nó thấy em mà vậy thì anh thấy em cũng là rất anh rất là cái thời của em sự thật thì anh mới lên chương trình mong muốn rất là gặp em, nhưng mà không biết số điện thoại là được à, mà không biết em mà anh cũng có nhắn tin trên cái nỗi yêu thương đấy. Dạ. Nhưng mà không biết số điện thoại của em, nhưng mà mong muốn mà thôi bây giờ anh đi về rồi thì chắc là bảo là bây giờ tôi mới lên chương trình. Nếu mà anh mà có vợ thì anh đang nên làm gì? Vợ nó nước ngoài hay vợ ở đây thì nó ai dám đang, đúng không? Dạ đúng rồi, ai lên đây là con lên thật, sự thật mà lên con giả dối lên trên này người ta biết hết à? Anh biết, giả dối thì sao được, đúng không? Dạ. Thì ai cũng tin tưởng em đấy, cho nên là buổi đầu tiên đấy thì thôi thì anh em mình cho nhau một cơ hội. Anh cũng đã vào đến đây đường xa rồi, tất nhiên là anh phải yêu thương em thì anh mới vào đây. Còn nó còn phải là chơi bời thì ở ngoài kia thì bỏ tiền nha mà chơi, xin lỗi em nha. Dạ. Thì anh nghĩ là như vậy, thì anh muốn như vậy là sự thật đến với em. Không, đó là nói thật luôn. Là đấy là sự thật, anh muốn đến với em bằng những nguồn tình cảm chân thật, bởi vì anh cũng quá là cô đơn rồi. Bên nước ngoài đấy, con cái có chẳng bằng không, nó có đến thăm mình đâu. Nếu mà bây giờ thì lúc con nhỏ nhỏ thì nó bảo bây giờ ba về Việt Nam chơi ở đây buồn thì ở đây làm gì, con thì phải lấy chồng lo cho con đấy, mà ở xa không có ở gần nhau, mẹ con thì đi lấy chồng rồi, nó không chỉ nói vậy. Bây giờ điện thoại thì nó bảo nó đi làm, nó còn chăm con nó, ra điện mấy cuộc thì nó cũng nói vậy thì đâm cho mình chán. Bây giờ thì anh phải là lo đến cái cuộc sống của ai, đúng không? Trước tiên là bây giờ đến với nhau thì có thể là em muốn đi làm ở đây thì anh cũng phải ý vậy ha. Còn đi về nhà anh thì ngoài đấy mà chẳng có công việc làm thì anh cũng nuôi được hai mẹ con em mà, đúng không?
nó sự thật thôi, bạn những nguồn tình cảm chân thật thôi, lừa nhau làm gì, bây giờ còn mình có tuổi rồi đúng không, tội lỗi. Thế là anh nói sự thật với em, nói ăn uống thì bao nhiêu, nhưng mà mình làm để cho em còn con á, để còn cái tương lai con em sau, chứ còn ăn uống thì bao nhiêu anh. Anh hiểu không? Ăn uống bao nhiêu mình còn ăn thì con nó lập gia đình hết rồi, nó còn em thì con còn nhỏ, nếu sau này nó trưởng thành nó phải 5-6 năm nữa chứ đâu phải giờ nó còn nhỏ mà. Mà con gái nó mà chẳng đi lớn lên 17-18 nó đi lấy chồng, nó ở mấy mình như, nó ở mấy em như, đúng không? Nó đâu ở mấy em được đâu. Em có nghĩ vậy không? Dạ. Ý là con em lớn nó không phải đi lấy chồng, nó có cuộc sống của nó chứ. Dạ. Đúng không? Nó đâu ở với mẹ đâu, suốt đời đâu. Chỉ có là bây giờ em lấy chồng thì em mới ở được, lấy chồng suốt đời thôi. Còn nó phải đi lấy chồng, nó lo cuộc sống của nó. Em thấy anh ở ngoài Móng Cái vô đây thì cũng xa đó nha. À. Anh lên Hà Nội nè. Anh thấy lên Hà Nội, xong Hà Nội nó bay qua đây. Không, anh ở Vân Đồn. Đi xe khoảng từ nhà anh ra Vân Đồn đó là khoảng 1 tiếng. Gọi nó 1 tiếng đi. Không phải lên Hà Nội. Không hả? Không. Ngoài đó có sân Vân bay Đồn có sân bay hả? Có sân bay nó mới làm được 2-3 năm gì đấy, nó gọi là mấy năm trước là từ nhà anh thì lên Vân Đồn thì có 1 tiếng thôi, đi xe đó thì bay vào Sài Gòn chứ không phải lên Hà Nội, nên là lên Hải Phòng bạn đi bay vào đây, hiểu không? Không, mình ở nhà mình gần ở đấy, mình phải đi chỗ gần chứ, để còn phải lên đây máy bay vào như không, ở ngoài đó mới mở sân bay trước đây, chỉ có sân bay của Hà Nội thôi chứ đâu có chỗ khác, có sân bay đúng không? Nó là 3-4 năm rồi, sân bay Vân Đồn mới. Mới đó. Ừ. Nó gần biển, từ nhà anh vào đấy là khoảng 1 tiếng thôi, 1 tiếng thì đến đấy. Không lẽ bây giờ mình lại phải đi mấy tiếng lên Hà Nội làm gì, đúng không? Thì nó tiện chỗ anh, nó gần đấy, nó tiện ở đấy. Còn anh ở đây bay về thì về Vân Đồn thì về nhà khoảng gần tiếng vậy, đường cao tốc nó chạy thì về nhà, chứ còn ở Hà Nội về thì nó xa. Nhà anh ở ngoài Móng Cái gần thị trấn rồi đúng không? Không, nhà ở nông vùng nông thôn ở gần biển. À, ừ. Nhà anh em nhìn thấy chưa? Không, anh có thấy đâu. Ừ. Em không có thấy. Ừ. Thì nhà anh thì gần biển thôi, anh cho em xem nhé. Cái nó gần biển. Nhà ở đây vùng nông thôn đây. Đây là nhà anh. Tụi mình về xây 2 cái nhà to rồi. Xây 1 cái nhà cho con bồ cái cũng giống như thế này. Bên kia luôn hay là cái nhà này thôi? Ý là bên này luôn hả? Nhà này mới cái nè, nhà anh nè. Nhà anh đang ở Móng Cái đây. Nhà này nhà 3 phòng. Nó một mình là buồn lắm à. Mà anh cũng thấy em là cũng là 47, 46, 47 thì anh bạn là cũng vừa ý thằng hỏi như vậy đúng không? Lấy trẻ quá nên đấy về các bạn đấy là nhà anh. Còn bây giờ em cũng phải ra nhà anh xem anh có nhà không, hay là anh sợ em chẳng hạn đúng không? Ừ, gì đâu, em vẫn tin mà, còn sợ hay không thì tự người nói biết thôi chứ. Em nói là em tin. Nhưng mà em đâu đã nhìn thấy đúng không? Thế là ý em sao có ra nhà anh
để mà biết nhau anh này, nếu mà đến với nhau bằng những nguồn tình cảm chân thật này thì em phải ra, mình ra anh cũng phải ra mấy em về Huế là ở đây tìm hiểu thì em ý em sao? Thì nói chung là mình cứ tìm hiểu ấy, rồi có gì thì ví dụ em muốn ra thì em ra một mình cũng được mà, đúng không? Em đi ra bác cũng nhiều lần. Em đi ra mấy anh đưa đi đón em thì hay hơn, để một mình ra con gái. Yeah. Vậy. Anh đào gì vậy? Hả? Anh đào Phật. Hả? Anh đào trên chùa hay là đào Phật? Đào Phật. Em là đào gì? Chém luôn đào Phật. Nhà em ở lên đây xa không? Xa, em nhớ nó lên hơn tiếng. Đi xe máy hơn tiếng. Dạ. Ừ. Anh tưởng mất gần lắm mà, giữa đâu lên hơn tiếng đó. Anh ngoài Hà Nội vô đây hơn tiếng, em ngoài đó vô đây hơn tiếng. Ừ. Nó là hơn tiếng thì mấy chục cây à? Dạ đúng rồi, mấy chục cây, mấy em chạy chậm lắm. Nếu mà người ta chạy thì ngắn qua em chạy chậm. Chắc là một tiếng thì đi được 40 cây. Em đi về đó là cái đường đi ra sân bay Tân Sơn Nhất luôn đó. Ừ, ở đây à? Dạ. Ừ. Bởi vì đường Cộng Hòa đó là ra đường sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Ừ. Anh đi taxi vào đây mất 800. Nhiều rồi hả? Ừ. Đó là về đây nhiều, anh đi máy bay còn rẻ hơn đi taxi. Ừ, đi taxi vào đây, nếu mở 800 nó có cái anh bảo là... Thôi lát nữa anh về, anh đưa anh về đó. Vậy. Hỏi em mất tình. Thế là nó... Ví dụ có duyên thì mình là sống với nhau, có duyên thì mình bạn cái gì đó đúng không? Không mà bây giờ thì mình cũng có tuổi rồi thì mình đến cho nhau cơ hội đi, đúng không? Nói sự thật thế là thì bây giờ nó phải đeo, nó đeo cái bảng rồi đấy, nó có ấy ở đấy thì anh mới tin nó. Không giờ anh bảo nhiều taxi nó gọi bảo, nó đắt thì bây giờ mình trả giá thì đúng không? Thì thấy nó có giấy tờ nó đưa ra thì mình tin tưởng. Đúng rồi, nó giữa đây lên hay xa anh. Giữa sân bay Tân Sơn Nhất nó xa đó. Đúng rồi. Ừ, vấn đề hôm nay là rất là vui là được gặp em. Thì xa hay gần thì mình cũng đến được gặp em và không thất vọng là anh về một mình. Ý anh nghĩ là vậy. Ừ. Đấy là hôm nay là rất vui mà không gặp em thì buồn lắm. Nếu mà của anh có đi núi cho Ninh được. Ừ? Anh có đi núi cho Ninh được. Núi cho Ninh. Núi Tây Ninh á? Ừ, anh có biết không? Không. Nếu anh còn ở lại đây em sẽ dẫn cho anh đi núi Tây Ninh. Ừ. Có mà, thì bây giờ... Đó là em ăn Phật rồi. À. Bởi vì em thấy anh ở ngoài Bắc mà vô đây mấy ngàn cây số, tự nhiên vô đây xong xét có lô về thì thấy cũng tội. Nên em muốn dẫn cho anh đi chơi những cái khu vực mà anh chưa đặt chân tới. Ừ. Anh có mang cho em một lọ dầu cá 120 viên là uống nó sáng mát. Cảm ơn. Uống nó sáng mát nha, dầu cá sáng mát. Nó không chảy nước mát. Dạ. Yeah. Nói chung là em thì cũng mắc nó cũng sáng lắm mà cái hồi vì dịch giờ á. Vì dịch Covid giờ là chích với cái thuốc uống á. Nên anh nhiều khi... Những cái tài liệu của em, cái chữ nó nhỏ quá thì nhìn xa mới thấy, còn gần nó không thấy. Bởi vì tụi em làm là nó tới những cái tài liệu đó là nó cũng có thấy. Anh nhắn tin không phải không vậy, không có phải đeo kính. Dạ, em thấy anh cũng sáng mắt cái đó. Không phải đeo kính. Mới là như vậy là hôm nay rất vui là được gặp em. Dù có duyên hay không có duyên thì rất là vui, mà không gặp thì buồn lắm. À, dạ, đúng rồi, thì em là hàng lên đây rồi em phải lên chứ sao em lấy nó được. Thì anh cũng hy vọng là như vậy. Dạ. Ừ. Thì hồi đó cách trước đây em quen mà chồng của em đó, là hồi đó chồng của em nó khổ lắm. Nó học được cái nghề tài xế container ra nghề tài xế.
là giống như nó không có dám mà nhận xe mà chạy, bởi vì mới lấy cái bằng đó, nó không có dám chạy. Nói chung là em lo hết á, em lo, em sống với ông là 2 năm trời mới cưới. Nhưng khi cưới trong 2008, đầu năm 2008 là về Bắc. Thôi bây giờ cái chuyện đấy thì mình dạ, quá khứ rồi. Tới Bắc rồi, xong rồi ra Hải Phòng chạy á. Chạy á, có công việc bền vững xong rồi là 200 chiếc á. Nói cũng vậy, em sợ nước Bắc. Thật sự là em sợ nước Bắc. Em thấy anh cũng lớn tuổi, cho nên em nghĩ là... Nói chung là không sợ bác đâu. Anh thì, anh sống ở bên kia chứ đâu có phải ở đây đâu. Bên kia em ở một mình, bơ vơ bốn bức tường chẳng nói với ai được. Cho nên là buồn lắm, cho nên là mong là gặp một em là một người như vậy là ân tình, phương tình, thiệt tình mà anh chọn vô tình. Thế là sự thật. Rồi, thời gian dành cho hai anh chị cũng đã hết, hơn 25 phút rồi, 30 phút luôn. Nãy giờ anh chị thấy Cao có tiếng nói gì, có thấy đồng quan điểm gì không? Thì nói chung là gần 30 phút hay là 25 phút thì giữa anh Tâm Phạm với lại Võ Thị Duyên nói chuyện cũng rất là tình cảm, là vui vẻ. Trong cái cuộc sống thì cũng có thể là cũng là hiểu nhau. Đấy là có một chút xíu gì đó kỷ niệm á. Cũng có một chút cái kỷ niệm nho nhỏ mang về theo một chuyến bay, về những tiếng nói tiếng cười thì anh Duyên vẫn còn vang trong làng ấy mãi. Rồi Duyên sao? Dạ em còn thấy nó nói chuyện thì cũng thấy cũng hợp nhau. Bởi vì hồi đó em đã làm dâu người Bắc đó, cho nên em cũng hiểu người Bắc chút chút. Vậy là cũng có hiểu chút xíu gì đó mà. Dạ, yeah. Hồi đó chồng trước của em là người Bắc á, người Thái Bình. Cho nên cái đợt trước em lên ghi hình á, là em cũng định nói với anh là, nhưng là em sợ em cũng dám ra, em sợ em nói ra là cầm đồng bằng rồi sẽ chửi. Bữa nay giống của bữa nay mới lòi ra đúng không? Dạ, yeah. em sợ em nói là em không có quen người Bắc. Nhưng là đợt trước em sợ em cũng dám nói ra, em sợ em nói ra là công trong bàn hờ sẽ không không nghĩ chắc cái gì của em là nhưng là em kể hết cái hoàn cảnh người Bắc cho anh này nghe, cho nên em thấy anh này cũng lớn tuổi chắc cũng gì, hiểu cái gì đó là quá khứ thì nó đã là cái của quá khứ thì em tôi cũng nói như vậy, nó cái gì nó quá khứ nó đã trở thành quá khứ rồi. Mình sống cho hiện tại đúng không? Cái gì hiện tại thì ở đâu thì cũng có người tốt người xấu, có người gia trưởng có người không gia trưởng, không phải là người bác cũng phải là gia trưởng đúng không? Mình cứ sống ở thực tại, cái quá khứ thì cho qua. Người nào cũng có cái quá khứ đó, không có người nào không có quá khứ cả. Nhưng mà quá khứ nó đã qua rồi, cho nên cho nó qua đi. Mình hướng tới cái hiện tại, còn cái việc ai chưa đến thì mình biết đó. Bây giờ mình nói chuyện đây thì mình tính những cái diễn biến, những cái câu chuyện hai mấy em gặp ở đây, đúng không? Còn cái chuyện nó đau đau thì mình không nên nói, đúng không? Mình giữa hai mấy em là trao đổi tình cảm bằng lời nói yêu thương, bằng những nguồn tình cảm chân thật đến với nhau, đúng không? Thì tôi nghĩ như vậy thôi. Rồi bây giờ vậy là hai người có đồng ý để mình coi số với nhau để liên hệ không? Dạ anh đi đó. Thấy à? Rồi vậy bây giờ là trước khi kết thúc chương trình thì bây giờ là khi có thể cho tham khảo bắt tay cho tập khác luôn. Ở cái này là cái giao tiếp nước ngoài. Dạ, đó gì đâu anh em thì. Xin mời anh tham khảo. Ví dụ như lên đây sau này sẽ hiểu với nhau, nếu mà không đi đến được với nhau thì chúng ta coi như những người bạn, đâu có gì bất khác đâu. Đây là cũng là một kỷ niệm, nếu mà không là duyên là nở, không là vợ chồng thì mình cũng có một cái kỷ niệm như vậy, là bạn bè
mãi mãi suốt đời có đúng không? Rồi bây giờ một cái nữa nè, hạn chế yêu thương thì là một cái nhiệm vụ mới để cho cô chú anh chị cũng như các bạn sớm được với nhau, là cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của hạn chế yêu thương. Còn cái phần còn lại là giữa các bạn tìm hiểu với nhau, đó ở đó là tùy các bạn. Nhưng mà có chuyện gì thì không có đổ thương nha. Đổ thương là cái câu nói thôi. Chỉ có cảm ơn mảnh ghép yêu thương thôi, nhiều thiệt nhiều. Không có gì là ảnh hưởng đến mảnh ghép yêu thương thôi. Đúng không? Rồi thì anh với em cũng là một người bạn ân tình, trung tình, thiệt tình. Mình đến với nhau bằng những nguồn tình cảm chân thật của làng quê, đúng không? Rồi thì ý của anh là như vậy, ý của em sao? Cũng vậy đó, đâu có gì đâu. Rồi bây giờ một chút xíu nữa mình giao mày thì hai người tự cho số ha. Hai người tự chịu trách nhiệm lẫn nhau nha. Ok. Rồi bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì xin mời hai bạn quay mặt ra màn hình, đối mặt ra màn hình để mình chào quý vị khán giả sẽ kết thúc. Xin mời anh Tâm Hạnh với đi. Chào khán giả. Hai lần nói sao? Chào khán giả mà về đó. À, hôm nay là đến mảnh ghép yêu thương thì rất là vui, tôi rất là vui. Cảm ơn mảnh ghép yêu thương và anh chị em trong nước và ngoài nước đến mảnh ghép yêu thương thì anh chị em cũng muốn tìm cho mình còn một người yêu thương là hạnh phúc và mãi mãi, để rất là thân thương. Thì cái lời chào đến mảnh ghép yêu thương thì rất là an tình, trung tình, thiệt tình. Chào em xin chào mảnh ghép yêu thương, nó chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Em chúc mảnh ghép yêu thương mà cộng đồng mạng một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Rồi, mình thấy tôi cũng chân thành cảm ơn anh Tâm Hạnh cũng như là chị Duyên ha, đã không quản đường xá xa xôi, dành thời gian quý báu của mình để đến gặp mặt với nhau chung vui cái bữa đi lần hôm nay tại sân khấu của mình thấy tôi thương. Thì mình thấy tôi thương cũng công chúc cho anh chị sớm ngày đến được với nhau để xây dựng cái hạnh phúc cái đó của khoảng đời còn lại ha. Cảm ơn. Trước khi kết thúc video, mình thấy video còn chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ok.